viên thì là con mình xe trước mình học rồi đúng không? Thì mình sẽ không nói lại kỹ nữa, thì là con mình xe thì nó có ngôn ngữ nó kể cái ownership interest này rồi là zero claim này. Thì cái zero claim này nó sẽ thực hiện là trên hai mặt luôn, một là từ trên phía về operating income, tức là chính là cái bảng income statement của bạn này. Như trước mình nói không? Thì từ sale không? Hay sale gì anh? Thì nó phải qua rất nhiều stakeholder, trải hết rất nhiều stakeholder thì mình cùng làm người ạ. Đến em đi mà. Thì đây là cái sale của em. Thông qua mặt là operating income. Còn nếu mà thì zero claim thông qua việc là liquidate asset trong trường mà cái công ty đã bị liquidation thì gần như là mình cũng phải bán hết tài sản thì có thể thêm về mặt là balance sheet nhiều hơn. Thì bao giờ mình khi mà mình thanh lý hết tài sản đi thì mình là sửa đầy asset. Đây là cái book value của asset. Book value là cái giá trị trên tờ báo chính của bạn. Còn cái market value của asset của chúng ta nhé, tức là bạn đem hết tổng tài sản bạn đi bán ra thị trường thì có bao nhiêu tiền cái book value của asset. Thật sự khi mà bán thì nó chỉ cần ngay rồi chẳng book value nó là 1.000 tỷ đi, nhưng mà khi mà đi thanh lý thì nó chỉ còn 600 tỷ thôi, không thật sự đấy là 500 tỷ hả. Thì cái người mà được hưởng cái phần đầu tiên trong 600 tỷ này thì là ai? Chính là đem holder chứ không? Sau đấy thì cái người về bản chất thì cái book value của MT ở đây nó là bao nhiêu? Đó là chắc còn 500 tỷ không? Nhưng mà chính vì vậy cái chất chơi được lên nên là phải sau cái người MT holder mà chỉ được về giá trị market value là 100 tỷ đúng không? Vì họ phải trả hết cái MT rồi đúng không? Về cái phần là cái này là cái book value. Thì đây là cái tính chất mà chơi được lên nó thể hiện có hai yếu tố, một là gì? Operating income, hai là trong trường mà liquidation cái doanh nghiệp này, nếu mà có cái công ty nó làm ăn rất là vất vả phải có một thành lý sẵn. Ngoài ra nó đã chia là trong công xe nó chia thành hai loại, là một là callable công xe và thứ hai là putable công xe. Thì callable công xe thì mình học ở trong thì sau đó derivative biết call như thế nào, bạn có thể mua lại không? Còn cũng thì cũng mua thêm rồi thì là quyền bán đi thôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở chỗ là cái chủ thể nào mà có cái option đấy. Thì cô ấy bổ công xe là cái người mà issuer hay chính này công ty nó quyền là mua lại cổ phiếu đấy. Còn cái put table thì là cái người mà sở hữu cổ phiếu đấy có quyền bán lại công ty. Được chưa? Là số đấy là công ty là Vinamilk nhỉ? Investor thì cái hoạt xử cái mà đối với lại con đường xe này là thứ tiêu thì nếu mà đối với lại cô lên bộ con xe thì mấy người cái Vinamilk là người sở hữu cái right, tức là cái quyền được quyền là cô lại, tức là mua lại cái nếu khi đang từ thì những người investor sẽ có tăng thu viên trên thị trường. Còn đối với lại put table con xe thì là cái cần buy của ai là investor, là investor có quyền để bán lại cái cổ phiếu cho Vinamilk. Thì đây là một cái để nhớ rồi. Bây giờ xét trên tính chất là bạn có ba cái là put table này, con xe này và put table này. Thì mọi người nghĩ là thằng investor nó sẽ có lợi nhất trong trường hợp nào? Ba trường hợp. Putable. Thì thằng investor là có lợi nhất ở trong common xe thì thằng investor có lợi hơn là so với callable. Callable nó có tác ở trong cái điểm. Bởi vì là cái hàng doanh nghiệp nó có thể bất kỳ nào báo là cái cổ phiếu cho investor. Thì xét ra tính chất như này thì nếu mà cái việc mà thằng investor mà càng lợi khi mà giữ được tài sản đấy thì nó sẽ phải trả được giá cao hơn hơn cao hơn. Nên chính vì vậy nên là cái giá của Colabo thì bao giờ nó sao như thế nào so với Put Table và như thế nào so với cùng xe phải hơn không? Thì có thể là bài cần nó sẽ hỏi các bạn là về giá thì trong ba loại tài sản thì cái nào có giá thấp hơn thứ nhất.
thì có thể mình chọn cô lưu hồn là cái sản phẩm nhất mình chọn cũ thiêu hồn. Thì lúc đấy mình phải và sử dụng không hình dung được thì mình nhớ lại xem là tính chất của tài sản này ai là người giữ quyền. Người giữ quyền là người có lợi thế. Có lợi thế thì phải sao? Để trả giá hơn, đơn giản. Đương nhiên là cái việc mà cô lên bồ họ mua lại xe hoặc là cô lên bồ cái thằng investor họ có bán lại xe đấy thì tất cả đều phải dựa trên giá xác định trước đấy, người đã xác định trước trong lúc hợp đồng. Ok, tiếp theo trong common xe này thì hôm trước mình nhớ tính chất của common xe là thằng seller được cái quyền điện đúng không ạ, voting right, tức là được quyết định là số vận doanh nghiệp nào đó. Nó phát sinh cam lô về là bắt doanh nghiệp này phải làm gì thì nó có thể là làm số cái điều khoản nó gọi là trong corporate finance gọi là covenant đấy, tức là hay là khế ước đấy, cái nghiệp gọi là khế ước, tức là bắt là phải phát sinh cam lô về là bắt seller là bắt cái công ty đấy không được tức quá bao nhiêu phần trăm để làm gì quyền nghiệp thanh toán thằng seller là thằng model thôi, chứ còn về mặt hoặc business những cái quyết định về business decision thì là như là thằng model nó sẽ không làm gì cả, thì còn thằng con xe thì tính chất đặc biệt là voting right, thì voting right thì sẽ trong cái voting right nó sẽ chia hai loại, hai loại hai voting system khác nhau, thứ nhất là statutory voting và thứ hai là community voting. Thì trong cái statutory voting ấy thì là nó có hai cái lúc này. Giả sử trong trường hợp là trong một kỳ đại cổ đông thì thường thì một kỳ AGM ấy, thì annual general meeting ấy, thì nó sẽ tổ chức trong định kỳ 5 năm một lần. Thì trong mỗi lần không phải một lần bầu cử chỉ thôi, còn thường hàng năm nào nó sẽ tổ chức AGM. Nhưng mà dù 5 năm lần thì nó sẽ tổ chức là bầu lại hội đồng chỉ một lần. Bởi vì sẽ đảm bảo cái nhiệm kỳ nó không bị tồn tại quá lâu, nên các bạn học cho các anh em có gọi là corporate governance thì nó sẽ nói kỹ các bạn. Như vậy các bạn sẽ định kỳ nó là lý do là sử CTD đi, họ có bây giờ một cái hội đồng quản trị họ có là 5 ghế, không ghế là A này, B này, C này, D này, E, trong đấy là sử dụng A là chủ yếu quản trị đi, nhưng bây giờ có 6 ứng cử viên là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đây là 10 nhé. Đấy nhé. Thì mà sự mình là một cổ đông ý, mà sự mình có những một cổ phiếu xin lên thì được. Mà sự mình là công ty lâm công ý, có một cổ phiếu xin lên có ông có một cổ phiếu là bạn có quyền đi vote rồi. Thì đối với lại statutory voting ấy, thì bạn có một cổ phiếu thì mỗi một cổ phiếu bạn sẽ chỉ được vote cho một người. Giả sử đây là có mấy ghế vào đồng chí ạ? 5 ghế đúng không? Thì bạn sẽ coi như có 5 phiếu. 5 phiếu để vote không? Thì 5 phiếu này bạn sẽ phân bổ cho 5 ông đúng không? Thì bạn chỉ, tức là một phiếu này bạn chỉ chỉ bầu cho một ông, và sử dụng chọn 1, 2, 3, 4 và 5 đi chọn. Thì đấy là statutory voting. Còn nếu mà cumulative voting thì một cổ phiếu thì là mình gì ạ? Mình vẫn có, và sử dụng mình vẫn sẽ có 5 phiếu để bầu nhân 5 đến 5 phiếu. Nhưng mà nó sẽ khác biệt chỗ gì ạ? Bạn có thể dồn hết cả 5 phiếu này và trong một ông A, bạn rất thích ông A thì bạn muốn là ông A sẽ có cái tỷ lệ mà thắng cuộc cao nhất, các bạn rất muốn ông A vào của chị bởi vì bạn tin là ông này có tâm huyết, thì bạn có thể dùng hết 5 phiếu này cho ông A này, hoặc là bạn có thể là chia thì bạn hay tin hay là ông A quên thì bạn có thể chia là 3 phiếu cho ông A và 2 phiếu cho ông B. Thì đấy là cái tính chất của khi người biết vô tình rồi. Có thể bạn sẽ không có ông C ông D ông E kia thì sẽ không bao giờ có và xong rồi cho nó cái tao mới được. Thì chính vì vậy nên nói trong cái biên bản đại của đại hội đông sau đấy thì họ sẽ phải ghi lại là cái tỷ lệ trúng cử bao nhiêu. Thì trước giờ bạn đã nghe trường hợp là tỷ lệ trúng cử đến tới là 200% hay là 150%. Chưa giờ họ thì trong trường hợp chế thể mà khi liên tục voting thì sẽ luôn xuất hiện là chế
được là ứng cử được 200 trên 70 sao. Bởi vì là sẽ có chuyện là ông ba sẽ được rất nhiều phiếu trên tổng số lần mang phiếu này. Mỗi một lần vote thì là 5 lần. Nếu mà theo Stevie Wilkins thì là mỗi một cổ phiếu này thì ông ba chỉ được một phiếu. Nhưng mà đối với Kim Lee Wilkins thì một lần vote ông thể được 5 phiếu. Thế đây là sự khác biệt giữa hai cái gọi là cái này gọi là bởi vì vừa đây mình có một cổ phiếu đúng không? À mình có một cổ phiếu đúng không? Nhưng mà có 5 ghế đúng không? 5 ghế phải bầu thì là mình nhân 5 lên đúng không? Về bản chất thì là sử dụng một cổ phiếu kia thì là nếu mà Century thì là một cổ phiếu mình chỉ bổ cho một ông. Nhưng mình em đang tính cho từng một quát để mình lấy sạch cả trường hợp đấy. Thì có phải là tổng số lượng phiếu mà một ông bầu ấy trong cả hai cái phương pháp của mình này, hai cái voting system này nó đều là như nhau. Nhưng mà sự khác biệt là trong cái trường kiểu như vô tình thì cái thằng ấy có thể dồn hết tất cả số phiếu họ có cho một thằng. Nếu mà nhận định cái này thì nó phải xác định vấn đề gì mà không, thực ra hai cái giống hình nhau là đúng rồi. Đúng rồi. Cái ý nghĩa của hai cơ chế này nó sẽ là cho nó liên quan đến cổ đông thiểu số. Không hiểu cái gì đấy, tức là nó nói là cái shareholder to have more proportional representation on board. Đúng không? Thì đấy là cái việc mà em nói là tại sao mà một thằng dùng community voting ấy mà nó cực kỳ yêu thích của board director nào thì nó sẵn sàng dồn hết cả số phiếu đấy cho ông đấy để hy vọng được là ông đấy có một số phiếu cao nhất. Cái này trường hợp này nó sẽ rất là hữu dụng trong cái trường hợp mà sự công ty đấy trong cái đại hội này có đánh nhau, tức là hai bên đánh nhau này. Thì cái việc mà có cumulative voting ấy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cái cuộc chiến nó sẽ trở nên không liệt hơn là chỉ là một phiếu kia. Bởi vì vận động đúng không? Ông chỉ cần là vận động một ông thì nó có tất cả 5 phiếu bầu, trong khi kia ông chán chê một về thứ mới chỉ là một phiếu thôi. Đấy thì cái sự khác biệt của hai cái phương pháp này nên là sẽ có chuyện là bao giờ có chuyện là trong secondary voting kia ấy, thì là bao giờ cái tỷ lệ trúng cử ấy nó chỉ là tối đa là 100% thôi. Còn trong trường hợp mà community voting nó sẽ luôn có trường hợp mà có thể là cũng nghe chẳng phiếu nào một phiếu rất thấp 3% vẫn trúng được. Bởi vì có thằng nó không có cái gì cả. Không phải, bởi vì có thằng nó lên tới 200% phiếu rồi. Thì đương nhiên thì nó sẽ đến mức của thằng D, thằng E đó, thằng C đó. Và trong sách nói vẫn là đúng cái ý của em ấy, là một phiếu sẽ được allocate cho nó. Nói là mình nghĩ là mình hiểu cái này nó sẽ dễ hiểu hơn là cái kia. Thì CMA nó sẽ hỏi là gì? Nó sẽ hỏi là có thể nó sẽ hỏi ý là phương pháp nào nó sẽ giúp bạn là có cái personal direction của bạn, cái personal decision trong việc là chọn cái book writer thì bạn sẽ chọn là
community building.